iPhone 14 Pro Max chết màn. Hai màn zin Apple chính hãng mới. Chỉ 6 triệu, anh em chắc không ai tin. Nếu anh em bỏ ra hơn 11 củ chỉ để thay cái màn hình cho con điện thoại của mình, sót không? Sót lắm chứ các bạn. Đây các bạn, này Mixcloud mình lại có cơ hội phục vụ thay một cái màn hình chính hãng mới chưa kích hoạt cho iPhone 14 Pro Max, mà trị giá của nó là hơn 11 triệu. Nhưng giá thay này có thể chỉ hơn 6 triệu thôi. Mà làm sao để thay rẻ hơn hãng tới 4 triệu thì mình sẽ giải thích cho mọi người ở gần cuối video nhé. Đối với mình, khi anh em bỏ ra một số tiền khá là lớn khi thay màn hình cho các máy đời cao như 13, 14 Pro Max hoặc ngay cả 15 Pro Max thì nên biết và cân đối các vấn đề sau đây. Thứ nhất là khi thay màn hình thì anh em có nên chọn các loại màn hình linh kiện hay không, như con 14 Pro Max mình cầm trên tay này đây. Máy vẫn còn sống, hoạt động, rung bình thường, nhưng màn hình thì tối đen thui, không một tín hiệu gì. Mở ra bên trong thì đây, lại là một cái màn hình linh kiện LG. Anh em để ý kỹ thì màn hình này đã sạc IC nhằm loại bỏ lỗi thông báo linh kiện không xác định trên các dòng máy này. Và khi anh em thay màn hình linh kiện cho các dòng iPhone đời cao, chi phí thực sự không hề rẻ ha. Như cái màn hình LG hư này đây, tổng cộng công thay cũng lên khoảng trên dưới 5 triệu. Và đặc điểm của màn hình linh kiện thường là dày và thô hơn, hiển thị kém hơn màn zin và cảm ứng sẽ kém nhạy hơn, hoặc có thể không có 120Hz. Nhưng nếu anh em quyết định chọn thay thế màn hình linh kiện vì yếu tố tài chính thì quan trọng nhất là bảo hành như thế nào và bao lâu, vì màn hình linh kiện sẽ có tỷ lệ lỗi cao hơn. Thứ hai, anh em thay màn hình thì có nên sạc IC để tránh lỗi báo hiển thị của Apple hay không? Câu trả lời của mình là không nên sạc IC khi anh em thay màn hình nhé. Có thể các bạn thợ khi xem video này xong sẽ nói là mình sai rồi. Tuy nhiên, mình nghĩ về phương diện người dùng thì thay sạc IC có các vấn đề tiềm ẩn sau đây. Đầu tiên, quy trình sạc IC đa số tại các cửa hàng sẽ dùng nhiệt độ cao để nhấc và đóng lại IC. Quy trình này tiềm ẩn rủi ro và ảnh hưởng tới màn hình rất là nhiều. Và với một IC đóng lại, tỷ lệ lỗi sau khi sử dụng cũng cao. Ví dụ điển hình là chiếc màn 14 Pro Max mình đang thay cho khách này đây. Bạn bỏ ra cũng hơn 5 triệu nhưng sau ít tháng thì đã chết. Nên mình tin rằng hãy để màn zin, IC zin mà xài cho nó bền. Thứ ba, các máy như 13 Pro Max hoặc 14 Pro Max bị xanh trắng màn hoặc lỡ rớt sọc màn thì nên sửa hay nên thay màn. Hiện nay thì lỗi xanh trắng màn trên 13 Pro Max cũng giảm rất là nhiều, không còn như trước kia. Trường hợp máy xanh trắng màn thì đã có phương pháp sửa chữa bao gồm câu dây, chích ép hoặc cao cấp hơn, đó là ép lại cổ cáp. Các giải pháp này, điểm tốt là chi phí rẻ, hợp lý hơn là thay màn hình mới. Điểm trừ là độ bền và khả năng bị tái lại cũng rất là cao. Thường thì bảo hành cho các loại sửa chữa này cũng khá là ngắn hạn, nên các bạn cần cân đối để quyết định. Thực tế trải nghiệm thì bên mình cũng đã thay rất là nhiều màn hình zin bóc máy lại cho các bạn đã từng sửa xong rồi lại bị lại, đâm ra tốn mất hai lần phí. Và hôm nay thì mình sẽ đưa tới cho anh em một lựa chọn mới có thể là tốt hơn và tối ưu hơn cho các dòng máy 13 Pro trở lên tới 15 Pro Max khi anh em cần thay màn hình. Đó chính là thủ cũ thay mới màn hình chính hãng Apple chưa active, thay xong chạy chẩn đoán báo linh kiện chính hãng, màn zin cũ lỗi bên mình sẽ thu lại trợ giá cho anh em. Đúng, anh em nghe không có nhầm đâu. Màn hình chính hãng Apple 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro chỉ phí thay chỉ từ 4.990.000. Còn màn 14 Pro Max, 15 Pro, 15 Pro Max chỉ từ 6 triệu mà thôi. Tại sao tối ưu? Vì anh em thay màn hình chính hãng, máy của anh em sẽ giữ được giá trị là một con máy zin. Cái thứ hai, với mức chi phí này, anh em sẽ tiết kiệm hơn khi thay tại hãng từ 3 tới 4 triệu. Vì màn hình bên mình là mã Apple chính hãng quốc tế, nên bên mình có thể hỗ trợ tất cả các anh em đang xài máy quốc tế như LLA, JA, v.v. và đương nhiên là mã VNE rồi. Kể cả các máy đã qua xử lý như con 14 Pro Max này đây, thay màn hình linh kiện, một con máy mà 100% sẽ không được trung tâm ủy quyền hỗ trợ. Tới đây thì cũng đã tới lúc ráp lại máy và chạy chẩn đoán rồi. Anh em cùng mình theo dõi bước quan trọng nhất tạo ra giá trị của con máy sau khi thay màn zin chính hãng nhé. Ok, chuẩn linh kiện trên hãng Apple, trung tâm phục hồi không cần sàn cáp hay bất cứ IC gì. Máy anh em vẫn là một con máy zin. Cuối cùng, không thể thiếu bước, ép lại kháng nước cho máy và bàn giao thôi. Anh em thấy thế nào?